Ở Việt Nam chả bao giờ có bộ phim của biên kịch cả đúng không? Thì đương nhiên cái name nó bật ra trên cái màn ảnh rộng thì mình sẽ nghe đến cái tên của người đạo diễn. Và vốn dĩ thì hiện nay anh thì không rành như em xưa rồi, nhưng mà anh sẽ biết có rất ít những cái tên là biên kịch vàng của làng phim. Đấy, thế thôi thì anh không biết là vì số lượng quá ít hay là vì những nguyên nhân gì bla 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 bla, nhưng mà rõ ràng xem một cái bộ phim thì mình thấy kịch bản Việt nó với anh nó bị yếu và chán. Với anh thôi. Gần đây thì em làm một cái podcast với lại một bên khác là bên Vietcetera, thì cái chị producer của cái podcast đó của em thì thật ra em cũng chưa tiếp xúc nhiều với chị ấy. Nhưng mà một trong những khách mời của podcast đó của em là anh Bình Bồng Bột. Một cái tên thì, vàng của làng biên kịch hiện nay đúng không? Thì khi mà anh Bình Bồng Bột gặp cái chị đó thì anh Bình mới nói một câu chị đó là: trời ơi, tại sao lại không làm biên kịch phim nữa mà bây giờ lại đi làm sản xuất với làm biên kịch cho mấy cái khác rồi.